đây là một trong những bộ phim tuyệt vời nhất từng được sản xuất, nói về sự phân biệt chủng tộc. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về tình bạn của Tony Vallelonga, hay còn gọi là Tony Lip, một vệ sĩ gác cửa có trình độ học vấn thua trách 3 năm, và Don Shirley, một pianist đại tài có học thức nhưng luôn bị kỳ thị bởi màu da của mình. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1962 tại thành phố New York, ở hộp đêm Copacabana, nơi các nghệ sĩ, đại gia và các ông trùm thường xuyên lui tới. Bé yêu ơi, hãy bảo vệ cái mũ này đến hơi thở cuối cùng nhé, đó là quà từ mẹ của lão. Cái chốn này vừa nguy hiểm, vừa là nơi lý tưởng để bắt đầu một sự nghiệp, và nó chính là nơi mà Tony Lip đang làm việc. Tony có một cái biệt tài là xử lý những vị khách hơi ồn ào một chút. Mẹ, mày dám đẩy tao à? Biết bố tao là ai không? Cái đấy thì phải hỏi mẹ mày. Và Tony còn giỏi hơn trong cách tạo ồn ào để mà làm thân với khách. Cưng ơi, đưa cho anh cái mũ của lão kia. Anh bảo với thằng sếp của anh ấy, không tìm được cái mũ của lão thì lão đốt cái quán này ra cho. Còn mẹ cái quán bố lão đấy. Mũ của ngài đây, thằng nào trộm đấy? Thằng đấy bị đập rồi. Đừng gọi lão là ngài nữa, từ giờ gọi lão là bro. Bạn thấy đấy, Tony khá là khôn danh. Quá là khôn danh là khác, nhưng không đủ khôn danh để mà làm cái quán đừng đóng cửa mà tân trang. Tony giờ lại thất nghiệp, mà nhà thì có tận mấy cái miệng ăn. Sáng hôm sau, Tony thức dậy và thành Tony buổi sáng. Tony thức dậy và bị bố vợ mắng. Đừng để con gái bố một mình với hai cái bọc than này. Con vừa dậy mà con biết cái gì về vụ này đâu. Thấy vợ mời nước hai anh thợ sửa ống, Tony lẳng lặng vứt luôn hai cái cốc mà họ vừa dùng vào giọt rác. Vợ anh thấy thế chỉ thở dài và nhặt cốc lên. Vì vừa thất nghiệp, Tony phải tìm đủ cách để kiếm tiền. Một ông bạn của anh mới gọi đến, bảo là có một ông bác sĩ đang tìm tài xế. Tony ok ngay và đến nơi phỏng vấn. Đó là một nhà hát. Ở đây cũng có những người đến ứng cử giống anh. Anh nhận tờ khai sơ yếu lý lịch từ một tay người Ấn, điền vào đó thông tin và ngồi chờ. Khi đến lượt, Tony vào phòng và ngạc nhiên trước cái mớ đồ nội thất màu mè ở đây. Rồi Blade bước ra trong bộ long bào. Nhưng ở vũ trụ này, tên anh là Shirley. Shirley ngồi xuống trên chiếc ngai chạm khắc cầu kỳ và giải thích rằng anh không phải là một bác sĩ, anh là một nhạc công và anh đang tìm tài xế có đủ khả năng để mà đưa anh đi diễn tour trong vòng 8 tuần. Và tôi không chỉ cần một người tài xế, tôi cần cả một người trợ lý có thể lo cả chuyện giặt giũ và thu dọn cho tôi. Tức là anh cần người hầu à? Ý tôi là một người trợ lý có thể giặt giũ và thu dọn cho tôi. Tức là người hầu đấy. Tony đứng dậy bỏ về. Shirley cố níu anh lại vì mấy mối quen biết của anh đều đề cử Tony. Nhưng Tony đòi lương cao hơn và anh chỉ đồng ý lái xe thôi. Và tôi cần đảm bảo an toàn cho anh được nhé. Không chịu thì anh đi mà thuê đây sung ngoài kia kìa. Xem đi đến đâu. Đấy là ông Chao và ông ấy là người Trung Quốc. Miễn còn là người châu Á thì họ chỉ thấy được một nửa con đường thôi. Shirley nghe vậy thì đành tiễn khách. Tony thì vẫn không có việc làm. Anh trở về quán bar quen thuộc. Một ông chủ muốn nói chuyện với Tony và đề nghị anh một vài phi vụ để mà giúp anh trang trải cuộc sống. Tony thì không muốn ăn cơm nhà nước nên từ chối. Cơ mà cái thất nghiệp thế này thì đến cơm chả có mà ăn. Tony mới phải cầm cố cái đồng hồ để mà giúp gia đình có ít tiền vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Trở về nhà, vợ anh mới hỏi về buổi phỏng vấn. Tony tỏ rõ cái vẻ không vui khi kể chuyện khiến vợ anh liền đoán ra người trả tiền là người da màu. Cô biết rằng anh quen sống theo cái nếp kỳ thị của xã hội rồi nên là cô không trách anh. Sáng hôm sau, Shirley gọi điện đến nhà Tony, đồng ý với cái giá mà anh đưa ra và còn nhã nhặn xin phép cả vợ anh để mượn anh từ giờ đến tận Giáng sinh. Không nhận cái job này thì cả nhà khó mà sống đến tận Giáng sinh được. Nên là sáng hôm sau, Tony cầm theo cuốn cẩm nang xanh, một cuốn kiểu cẩm nang du lịch khi bạn da đen, chào tạm biệt vợ con và đến đón Shirley. Hai anh là ban nhạc của Shirley à? Không, bọn tôi là tam tấu. Và tam tấu chơi nhạc cùng nhau đúng không? Đúng rồi. Vậy thì mấy ông là ban nhạc. Sau đó, chuyến đi bắt đầu. Và phải nói thật là ban đầu nó không suôn sẻ lắm. Shirley khó chịu với mọi thứ. Anh than phiền khi mà Tony ăn bánh trên xe, hút thuốc trên xe, nói quá nhiều trên xe. Anh lại còn là một người khó tính khó nết, đòi Tony chuẩn bị rượu cho anh mỗi tối và phải chắc chắn cây đàn ở mỗi buổi biểu diễn đều là đàn Steinway theo đúng hợp đồng. Buổi biểu diễn đầu tiên là ở Pittsburgh. Tối hôm đó ở khách sạn, Tony mới vô tình nhìn thấy Shirley ngồi một mình ngoài ban công bên chai rượu, nhìn xuống hai ông đồng nghiệp đang tán gái trò chuyện rôm rả. Ngày hôm sau, Shirley mới dặn dò Tony về cách mà anh nói chuyện vì sắp tới những bữa tiệc mà họ tham gia sẽ toàn là quý tộc. Bên cạnh đó, Tony nên có một cái tên mới vì tên thật của anh kiểu bài test cuối của mục speaking vậy, không thể nào mà đánh vần nổi. Anh cứ bảo họ gọi tôi là Tony đôi môi, còn tôi là gì? Shirley đôi mắt à? Anh cần một cái tên nghe xịn hơn kiểu Tony Stark hả? Tony Chopper, tên cúng cơm hoặc là Tony đôi môi nhá. Thế là Shirley đành chịu thua, anh vào bên trong biểu diễn, để lại Tony chờ bên ngoài. Một nghệ sĩ da màu thanh thoát trên những phím đàn với khán giả toàn bộ là người da trắng.
Sony cũng đến bên cửa sổ để nghe. Anh chẳng hiểu gì về nhạc, nhưng anh hiểu rằng là Shirley giỏi phết. Khi buổi diễn kết thúc, Shirley quay trở ra xe và bắt gặp Tony đang chơi cá độ cùng với những lái xe khác. Nếu anh cần tiền thì bảo, tôi đưa. Anh chưa cá độ bao giờ đúng không? Ăn được của người khác mới vui. Thế nếu anh không ăn được thì sao? Trung bình con bạc sẽ quay đầu sau khi thắng lớn. Anh đem những câu đấy mà nói với mấy ông cho vay nặng lãi, có lẽ họ sẽ khen anh đấy. Thì nếu anh không chơi thì chẳng ai lấy được cái gì từ anh cả. Một bài giáo dục công dân mà không ai cần. Nhưng mà Tony không để bụng. Thậm chí anh còn khen Shirley trong bức thư gửi vợ. Em à, anh vẫn khỏe. Bọn anh vừa xong buổi biểu diễn đầu tiên. Ông này chơi đàn khá hay, như kiểu Messi của giới piano ấy. Tai bút yêu em và các con. Vợ Tony ở nhà khá mừng vì chuyến đi của chồng vẫn đang ổn. Sau đó họ tiếp tục chặng đường. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và chủ đề hôm nay của họ là về âm nhạc. Tony khá là ngạc nhiên khi biết được rằng Shirley chưa hề nghe qua những nhạc công da màu, chơi jazz, chơi blues nổi tiếng. Rồi họ dừng chân tại một trạm nghỉ. Tony thấy một viên đá được bày bán rơi ra đất. Anh nhặt bỏ vào túi và bị một ông trong ban nhạc, trong tam tấu, nhìn thấy. Ông ta kể cho Shirley và một tiết giáo dục công dân lại tiếp tục. Anh vừa ăn cắp một viên đá. Tôi không ăn cắp, nó ở dưới đất mà. Sao anh lại muốn thò tay xuống nhặt một viên đá dưới đất? Vì tôi không có thần lực. Ý tôi là tại sao anh lại cần một viên đá? Tôi muốn nhặt nó thì tôi nhặt thế thôi. Anh trả lại đi, đó là đồ ăn cắp. Tony không cãi được và đành trả lại viên đá. Và họ tiếp tục hành trình đến điểm diễn tiếp theo. Và ở đây, khi mà đi kiểm tra đàn theo lời Shirley dặn, Tony phát hiện ra tên nhân viên khinh thường Shirley và không chuẩn bị cây Steinway đúng hợp đồng. Nên là Tony tần hắn một trận và bắt hắn đi thay đàn. Nhờ đó mà buổi trình diễn diễn ra tốt đẹp. Tony ở dưới nhìn lên Shirley với một ánh mắt tự hào. Anh lại viết thư cho vợ và kể về Shirley, về việc anh ta nổi tiếng và giàu có và tài năng, nhưng mà trông rất buồn. Quay trở lại thì, trong lúc di chuyển sang điểm diễn tiếp theo, Tony bắt chuyện với Shirley và hỏi thăm về gia đình của anh. Shirley đã từng có gia đình nhưng đã thất bại trong việc gìn giữ nó và không muốn nhắc đến lắm. Nhưng bạn ơi, nghĩ nhiều làm gì, đến Kentucky rồi thì phải ăn tí gà rán đi. Và Shirley bảo rằng nó chưa bao giờ ăn gà rán và cũng không dùng tay bóc đồ ăn. Tony ngạc nhiên, dúi luôn cho Shirley miếng gà và thế là Shirley mới được bóc gà rán mà ăn lần đầu tiên. Tối hôm đó, Shirley hết rượu, nhưng mà anh không gọi Tony mà tự ý xuống phố tìm rượu uống. Tony đến nơi thì thấy Shirley bị một đám da trắng đánh. Tony giả vờ như mình có súng. Thả anh ấy ra, không là ta rút súng ra đấy. Mày làm đéo rồi có súng. Xin bình x cũng cót bình x bằng mấy. Gì? Tính đi, sợ súng tao có đấy. Ông chủ quán chắc là biết toán, sợ quá nên đuổi Tony và Shirley đi. Cả hai may mắn còn nguyên tay chân mà rời khỏi quán rượu. Anh bị điên à? Chúng mày giết anh rồi sao? Tôi chỉ đi uống rượu thôi mà. Anh biết đây là chỗ nào rồi không? Tôi tưởng anh cầm bản đồ. Không, nhưng tôi không phải thế. Ý tôi là ở cái vùng này, một cái thảm chùi chân còn bị dẫm đạp ít hơn là người da đen. Buổi biểu diễn tối hôm sau vẫn diễn ra ổn thỏa. Tony dần cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm hơn với Shirley. Trên đường đến địa điểm tiếp theo, chiếc xe bị hỏng, họ phải dừng lại gần một trang trại. Bên trong là rất nhiều người da màu đang làm việc. Shirley nhìn họ, họ nhìn Shirley. Shirley tiếp tục nhìn họ, họ cũng tiếp tục nhìn Shirley. Cho đến khi xe sửa xong thì cả lũ giải tán. Trong buổi diễn tiếp theo, Shirley vẫn xuất sắc như thường lệ. Mọi người vẫn vỗ tay nhiệt liệt như thường lệ. Và host ở đây không cho Shirley đi vệ sinh trong nhà, mà phải ra một cái hố xí ngoài vườn. Cảm thấy bị xúc phạm, Shirley thà về khách sạn còn hơn là đi vệ sinh ở đó. Và tên host cũng thà chờ, còn hơn là để Shirley đi tè trong nhà mình. Sau khi Shirley trở lại thì buổi diễn lại tiếp tục. Tony mới thắc mắc rằng tại sao Shirley bị sỉ nhục đến như vậy mà vẫn có thể cười nói và bắt tay với mọi người. Có lẽ là anh cần thời gian để mà hiểu Shirley hơn. Sáng hôm sau, Shirley thấy Tony loay hoay với bức thư. Thế là anh phổ cập ngay cho Tony cách viết thư tử tế. Đoạn này khá tình và chắc chắn là nó không làm tôi nhớ đến người yêu đâu. Hey. Tiếp tục đến điểm biểu diễn tiếp theo, Tony thấy một bộ vest rất hợp với Shirley. Nhưng chủ tiệm ở đây lại không cho người da màu thử đồ nếu mà chưa trả tiền. Shirley phật ý và bỏ ra ngoài. Tony cũng bắt đầu thấy bực bực khi mà bị người khác phân biệt. Shirley trút hết buồn bực của mình vào âm nhạc. Và sau đêm diễn, cảnh sát tống Shirley vào trại vì gian díu với đàn ông. Tony lanh mồm, rúi một búi tiền để mà đưa Shirley ra. Nhưng mà Shirley không cam tâm. Họ đối xử tệ với tôi và anh lại cho tiền họ. Đó chỉ là một chút ngoại giao để mà đưa anh ra khỏi đó thôi hả? Anh đang thưởng cho họ về hành vi sai trái của họ đấy. Anh biết cái gì mới là sai trái không? Không đến đủ các đêm diễn. Và tôi nghĩ cho anh thôi. Tôi thừa biết là anh cứu tôi vì tôi là người trả lương cho anh. Thế anh bị điên à? Anh nên thấy biết ơn tôi đi ấy. Anh biết chúng nó sẽ làm gì anh trong tù không? Sau đó, sự im lặng chui vào xe và ngồi cùng họ. Ở khách sạn tiếp theo, Tony gặp một vài người bạn cũ. Họ đề nghị cho anh một công việc mới và xúi anh kệ cụ Shirley đi. Shirley nghe được cuộc trò chuyện và anh không muốn điều đó xảy ra. Anh đến tìm Tony để mà đề nghị anh ở lại với một chức vụ mới, lương cao hơn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Shirley, Tony hứa sẽ đi cùng anh cho đến buổi diễn cuối cùng. Shirley mới nhận ra mình đã đánh giá sai người bạn đồng hành và xin lỗi Tony. Hai người dần trở nên thân thiết hơn và trò chuyện nhiều hơn. Những ngày sau đó, các buổi diễn diễn ra tốt đẹp, các bức thư về nhà thì vẫn tràn chứa tình cảm. Và ngày Giáng sinh sắp đến lúc mà Tony được về bên gia đình. Nhưng đó cũng là lúc mà biến cố xảy ra. Một hôm, trời mưa lớn và Tony bị lạc trong màn mưa. Đã lạc lại còn bị cảnh sát gọi tấp vào lề.
thấy trên xe chỉ là một người Ý và một người da đen. Tên cảnh sát miệt thị Shirley và mắng Tony là một thằng mọi giống Shirley, khiến Tony tức giận và đấm hắn. Thế là cả hai vào tù. Mà nếu họ cứ bị nhốt ở đây thì buổi diễn ngày mai sẽ bị hủy, Tony cũng không thể về nhà kịp Giáng sinh. Shirley đề nghị đám cảnh sát cho mình quyền gọi luật sư, và anh đã gọi điện cho top 50 server Mỹ. Và thế là đích thân thống đốc bang gọi điện thẳng đến đồn cảnh sát đó. Chúng mới líu díu thả họ đi. Tony thì hớn ha hớn hở, còn Shirley thì không vui bởi vì anh phải đi nhờ vả người khác. Anh biết không, tôi vừa phải nhờ thống đốc xá tội hành hung người thi hành công vụ đấy. Anh nghĩ rằng ông ta sẽ nghĩ về tôi thế nào? Tôi chỉ không thích cái việc một tên cảnh sát xúc phạm anh thôi. Anh không thích cái việc bị gọi là thằng mọi giống tôi. Cả đời tôi đã bị gọi như thế và tôi kìm chế được. Vậy tại sao anh không thể kìm chế được một lần? Tôi đã bị phân biệt vì da đen. Ôi, tôi nghĩ tôi còn da đen hơn cả anh đấy, quý ngài Pharaoh ạ. Anh còn chả biết cái gì về người da đen. Họ nghe nhạc gì, họ ăn uống như thế nào, họ nói chuyện như thế nào. Anh sống như một thằng da trắng phục vụ cho một bọn da trắng. Tôi sống trong nghèo khổ lăn lộn ngoài đường. Anh sống trong penthouse có ngai vàng giữa phòng. Ai mới là người da đen ở đây? Stop the car, Tony. Anh nghĩ người da trắng thuê tôi đánh đàn vì họ thích âm nhạc của tôi à? Họ chỉ muốn tận hưởng cảm giác như họ là người hiểu biết. Một khi tôi rời xa cây đàn, tôi lại là một thằng mọi trong mắt họ. Vậy anh nói tôi xem, nếu tôi không phải là một người da đen, tôi cũng chẳng phải là người da trắng. Tôi không phải đàn ông, tôi cũng chẳng phải đàn bà. Vậy tôi là cái gì? Chú chó đốm thứ 102 à? Tony mới điếng người. Anh giờ mới nhận ra nỗi khổ thực sự của Shirley. Hai người sau đó dừng chân tại một khách sạn nhỏ và tâm sự với nhau những lời cuối trước khi đến với buổi biểu diễn cuối cùng ngày mai ở Birmingham. Đó là một nhà hàng sang trọng, nơi họ để cho Shirley chuẩn bị cho một cái kho để chổi. Tony mới hỏi về ban nhạc với tam tấu là tại sao Shirley lại phải chịu đựng đến vậy, và được kể câu chuyện về Nat King Cole. Cách đây 6 năm, ông là người da màu đầu tiên biểu diễn tại Birmingham, và ông đã bị người ta lôi xuống khỏi sân khấu và hành hung. Shirley chọn đi xuống phía Nam không phải để đi du lịch, mà là để tạo ra sự thay đổi. Đến đây thì Shirley định bước vào phòng ăn, nhưng nhà hàng này, nơi mà anh sắp biểu diễn, lại cấm người da màu vào ăn. Tony mới khuyên Shirley bỏ qua, diễn nốt rồi về cho xong. Nhưng mà Shirley thì không đồng ý, hoặc là anh được dùng bữa tại đây, hoặc là hủy bỏ buổi diễn. Tên quản lý mới lôi Tony ra một góc và cố mua chuộc anh. Mày nghĩ mày mua chuộc được tao á? Thưa ngài, nếu mà ngài cao giá đến vậy thì làm gì có chuyện mà ngài nghe lời thằng mọi đó. Tony mới nắm cổ tên quản lý, nhưng mà Shirley chỉ ra hiệu là thôi bỏ đi, và anh sẽ chấp nhận trình diễn nếu mà Tony đồng ý. Tony quyết định là hủy buổi diễn luôn, rồi cả hai đến khu của người da đen và vào một quán bar. Với sự động viên của Tony, Shirley lên sân khấu biểu diễn. Anh chạy ngón một tí, rồi anh chơi jazz cùng với ban nhạc ở đây. Đó là một đêm đáng nhớ của Shirley. Sau đó, họ lên đường trở về New York ngay, cho kịp Giáng sinh. Tuyết đã bắt đầu rơi, Shirley bảo Tony để viên đá mà anh đã nhặt lên. Anh biết thừa là Tony không hề trả lại, nhưng mà anh cũng không lèo nhèo nữa. Anh đã chấp nhận được con người của Tony. Họ đang đi thì lại bị cảnh sát bảo tấp vào lề. Viên cảnh sát soi đèn vào mặt họ, nhưng mà thay vì miệt thị chủng tộc thì ông bảo rằng xe bị xịt bánh nè, và ông giúp Tony thay lốp xe để cả hai kịp về đón Giáng sinh. Tuy nhiên, đường về thì còn xa, mà Tony thì đã quá mệt. Shirley mới thay Tony lái vì không muốn anh lỡ hẹn với gia đình. Họ vẫn về nhà kịp thời gian. Tony mời Shirley vào trong, nhưng mà anh từ chối. Tony trở về hạnh phúc bên gia đình, còn Shirley thì lại tiếp tục cô đơn trong căn phòng vắng. Anh cho ông quản gia Ấn Độ về nhà nghỉ ngơi và ngồi đó một mình. Anh cầm lấy viên đá của Tony và anh quyết định. Tiếng chuông cửa nhà Tony reo lên. Shirley đã đến. Tony ôm lấy Shirley trước sự ngạc nhiên của cả gia đình. Vợ Tony cũng đến ôm Shirley. Cô cảm ơn anh vì đã chỉ Tony viết thư tử tế. Và anh cũng cảm ơn cô vì đã mang Tony đến cho anh. Tony và Shirley đã trở thành tri kỷ với nhau từ đó cho đến lúc lìa đời. Và đó là những gì diễn ra trong Green Book. Tôi là Việt.